Bài tập đầu tiên chúng ta sẽ tập cái nhóm cơ bả vai scapular. Ở đây, đó, hai tay các bạn chống thẳng dưới vai vào tư thế 4 điểm này. Được chưa? Hai chân mở rộng bằng hông, siết cơ bụng lại để lưng tạo thành một đường thẳng. Bắt đầu này, mình kéo hai cái xương bả vai vào nhau, tạo thành một cái rãnh ở giữa hai lưng. Và đẩy mạnh nó sang hai bên và đẩy lại xương cột sống lên trần nhà. Và lại hạ xuống và lên. Tốt, bây giờ mình làm nhanh nào, xuống này và lên. Không phải mình hạ cổ xuống đâu, cũng không phải là mình chõng cái lưng xuống nhá. Các bạn chú ý, đây là một động tác khá là khó cảm nhận. Phần lưng của mình giữ nguyên hoàn toàn, phần cổ của mình cũng giữ nguyên chứ không thõng cổ xuống. Mình kéo cái xương bả vai vào nhau. Đó, kéo hai cục xương vào nhau. Và lại kéo căng cục xương sang hai bên. Xuống này và lên này, tiếp tục này. Xuống này và lên. Bây giờ khó hơn, các bạn duỗi thẳng hai chân ra, người tạo thành một đường thẳng. Bắt đầu này, mình hạ xương bả vai xuống và nâng lên. Nếu bạn nào không làm được ấy thì các bạn cứ hạ đầu gối xuống như cũ nhá. Xuống, không được để bị bõng lưng nha. Nhìn cái bụng của mình không? Cái bụng của mình nó đẩy lên trần nhà, tạo thành một đường thẳng. Xuống và lên. Tiếp, xuống và lên. Xuống và lên. Tiếp tục. Down and up. Down and up. La 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 la. Bốn lần nữa nào. Xuống và lên. Xuống và lên. Two more. Last time. Down up. Được rồi, bây giờ mình nằm ngửa ra. Chúng ta sẽ tập cái phần mặt sau của cơ thể. Hai tay đặt xuôi theo người nào. Hai gót chân đặt gần sát vào mông và mở ra rộng bằng không. Bàn chân song song với nhau, nhấn gót chân xuống với thảm. Từ từ cuộn người lên cao, cho cả người tạo thành một đường thẳng. Thẳng chưa hả các em? Siết chặt cơ bụng lại này. Hóp mông lại giống như mình đang kẹp một cái bút ở giữa khe mông. Hai tay xuôi theo người, đóng xương sườn lại để cho đỡ bị võng lưng. Hóp mông và thả xuống. Lên các bạn thở ra và xuống, hít vào làm lại. Thở và hít. Bài tập này chúng ta tập cho các nhóm cơ mặt sau của cơ thể. Mông này, đùi sau này, bắp chân này. Và trong đó có cả phần lưng nữa. Tuy nhiên là bài này nó rất là nhẹ. Nó cũng chỉ như là kích hoạt cho cơ lưng một cách nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng thôi đấy. Tốt, lên giữ. Tốt, lật người lại. Đến với bài số 2 luôn. Mọi người hãy cầm giúp Nam một cái khăn. Một cái khăn này. Nằm sấp xuống. Hai chân mở rộng bằng hông. Tay cầm khăn kéo ở phía trước. Chúng ta sẽ tập động tác kéo. Dùng cơ lưng để kéo khăn về đằng sau này. Đầu tiên các bạn hóp mông chặt lại, hai chân mở rộng bằng với hông. Nhớ phải hóp chặt mông lại thì cái phần lưng của chúng ta nó mới được kích hoạt nhé. Thẳng lưng này, từ từ nâng khăn lên và hạ xuống theo nhịp nhạc. Mắt nhìn xuống phía dưới, tránh không được ngóc cổ lên như này. Nó sẽ làm các bạn bị rướn cổ nhé. Mình không tập cổ mà mình tập lưng. Bài này là tập cả lưng dưới và lưng trên nhé. Đây là đang sử dụng nhóm cơ lưng dưới để nâng khăn lên. Giờ giữ ở đây và kéo và hạ xuống. Khi mình kéo về đằng sau, mình sẽ sử dụng thêm một chút phần xô. Hãy căng mạnh hai bên, ép sửa tay mạnh về đằng sau. Và tập thêm nhịp nhàng. Cảm lại, lên, thở ra, xuống, hít vào, kéo và hạ. Lặp lại, thở, kéo, cái cơ lưng của mình nó kích hoạt không? Lúc mà giữ ở trên thời gian rất là lâu. Nào nghỉ lại hai nhịp, mình làm nhanh hơn này. Kéo, duỗi và hạ. Lên, kéo, duỗi và hạ. Nằm xuống, chuyển sang alternating Superman. Tay nọ chân kia, nâng lên, hạ xuống. And down. Lên và hạ. And down. Tốt, giữ chân ở đây, vòng cả hai tay về nằm sau, vòng về phía trước, đầu vẫn không chạm đất, đầu lên
à cúi đầu xuống chứ. Nhưng mà mình nâng cằm lên khỏi mặt hàng, vòng ánh rộng, rộng biên độ ra. Tốt, và lại cầm cái khăn nào, quay trở lại cái động tác kéo này, nâng lên, kéo, duỗi và hạ lên, kéo, duỗi và hạ lên, kéo, duỗi và hạ. Lần nữa. Tốt. Bỏ khăn ra, alternating Superman. Tay phải chân trái. Ẻn dao. Cúi đầu xuống nào. Các bạn mà muốn tập vào phần lưng ấy, thì các bạn hãy siết cơ bụng lại. Siết cơ bụng lại. Đẩy dưới lên trên. Mỗi khi lưng người lên thì mình thở ra. Thở và hít. Thở và nâng tay lên này. Vòng tay về sau. Giữ cam ở phía trên, bóp chặt mông lại, siết chặt mông và bụng. Hai lần nữa, vòng tay về trước một lần nữa. Rồi, đặt tay ở đây, nhẹ nhàng ngồi chạm mông về phía gót chân để giãn lưng ra một tí. Sau đó cuộn người lại. Tiếp tục. Cả nhà mình cùng nằm xuống nào. Đặt chán lên trên tay này. Rồi chạm gót chân vào nhau. Nâng hai chân lên cao khỏi mặt thảm. Khi nâng lên mình thở ra. Và khi xuống mình hít vào thì mình bỏ cái này ra. Nhìn thấy nó vừa vãi. Lên. Ẻn xuống. Một lần nữa. Lên. Thở ra mọi người thấy mình siết mông không? Và nâng cả cơ đùi lên nhá. Nào bây giờ mình nhấc ở trên. Cả đùi không chạm đất nữa luôn. Không chạm nữa. Gót chân mình chạm vào nhau. Để làm một động tác này mình phải siết chặt vào mông lại. Siết chặt mông lại. Thả lỏng cái phần cổ và ngực ra. Nhấc. Up. Up. Giữ nguyên chân ở đây. Nào tay chạm vào. Rồi hạ chân xuống. Tay chạm vào thái dương. Chân ngực lên cao. Và hạ xuống làm lại. Lên. Đúng. Khó hơn duỗi tay ở phía đằng sau. Các bạn giống như các bạn nắm lấy một cái dây. Kéo cái dây. Đó, mình kéo cái dây để nâng người lên này. Kéo cái dây vào. Tốt, bây giờ nhấc chân. 3 2 Giữ nguyên chân ở trên. Và kéo dây lên. Up. Hình down. Nhấc chân 3 lần. 3 2 1 Và kéo dây nào. Bắt đầu. Kéo. Làm lại như thế. 3 2 1 Giữ nguyên chân, đùi không chạm đất. Kéo dây, thở ra. Cảm nhận như là cái nhóm cơ lưng của mình nó rút lại ấy. Nó rút ngắn lại ấy. Các bạn cảm nhận nhá. Đấy, khi mà mình lên này, cái cơ lưng của mình nó ngắn lại này. Ngắn, và nó siết lại. Nhiều nhất chính là ở cái phần thắt lưng dưới này. 3 2 1 Và giữ nguyên chân. Rút lưng. Đùi không chạm thảm. 3 2 1 Giữ nguyên đùi nào. Rút lưng lên. Tốt, bây giờ giữ nguyên lưng ở trên. Bây giờ mình sẽ rút lưng liên tục này. Rút lên. Hạ xuống. Rút lên. Hạ xuống. Toàn bộ quá trình này để đùi của mình sẽ không chạm thảm. Siết cơ mông lại. Để nâng đùi lên cao. Tiếp. Up. And down. Giãn lưng. Còn một bài twist và giãn cơ lưng nữa. Vì tập lưng xong là bắt buộc phải giãn nhé. Nếu không thì nó sẽ cảm thấy bị đau lưng. Ngay từ bây giờ mọi người mà sờ vào lưng là mọi người sẽ thấy cái lưng của mình cứng lên này. Mình hướng dẫn mọi người cảm nhận cơ nhé. Mọi người hãy sờ hai tay vào cái bên cạnh của cái phần cột sống ấy.
Xong rồi mọi người nâng lên. Nghe phần hàm cứng á. Đó, và bây giờ chỗ này nó đang bị rút lại thì mình vừa tập vào nó rất nhiều. Thì tập vào cái chỗ này nó sẽ tạo thành cái đường dẫn lưng rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Nào, chống tay ở phía trước. Hiểu tay thẳng ở dưới vai. Luôn hông hút lên ngang, đã thẳng thân lưng. Và bây giờ mình sẽ tập vào cái chỗ này nó sẽ tạo thành cái đường dẫn lưng rất là đẹp. Thả lỏng mông ra. Life is like a merry-go, cause round and round we go. Shame on me for trying, if it's something that was broke. Hold up, one day we hit, one day we gone. One day we living, and then the next day we don't. I get so stuck in my ways, I just don't know where to go. I guess my life is a fight, and I got my back on the road. Oh, you name it, I tried it, I went from pitching. Lùi tay về một chút, và chạm mông lên phần gót chân. Duỗi thẳng tay. Lúc này toàn bộ cái phần lưng dưới của mình nó được giãn ra hết cỡ luôn. Thả lỏng và giữ nguyên. 4, 3, 2, và 1. Cuộn người về phía trước. Lùi chân lên, để hai đầu gối thẳng dưới xương hông của mình. Hai tay chống ở đây, làm tư thế con mèo và con bò. Bắt đầu cuộn người, đẩy lưng lên trần nhà. Cảm nhận cả cái phần lưng này của mình giãn ra rất là sung sướng luôn. Tốt, bây giờ lại đẩy mông lên cao. Thả lưng xuống. And it got their head looking swole. Can they keep their diamonds at least? Can they keep their work on the street? Can they keep on sleeping with different women each day? Một lần nữa đưa trở về tư thế con bò. À, đây là tư thế con mèo chứ. Và bây giờ lên tư thế con bò. I would pay that bond, I would bail you out, I would help you with those chains, I would help you with your down, but I can't fix it with no song. I'm just here thinking out loud. Giãn lưng hết cỡ luôn. Giãn cả cái phần lưng trên. I can't fix it with no song. I'm just here thinking out loud. Mình vòng tay ra đằng sau. Với tay đằng sau lưng của mình, cuộn tròn cái người lại, cuộn xuống, ấn lên cái khuỷu tay về phía bụng. One day we down, one day we lost, one day we found, one day we found, one day we drown, one day we cold, one day we hot, one day we on, one day we not, one day we stand, one day we fall, one day we breathe, one day we stop. Vặn cuộc sống hết cỡ luôn. Thêm 4 giây nữa, đổi bên. Đổi động tác nào. Bên kia 2, 3. Chân còn lại. Xoay theo hướng ngược lại. Hai mông chạm thảm. Ngực mở. Ôi cái đầu gối này, bên này của mình nó đau quá. Nếu mà các bạn bị đau giống mình thì các bạn thu cái chân trở về. 3, 2, 1. Hết rồi. Yeah. Vậy là chúng ta đã kết thúc xong bài tập ngày hôm nay. Đây là một bài tập lưng rất là hiệu quả. Đã rất là lâu rồi Na mới quay lại một bài tập lưng. Na nhớ cái lần gần nhất là tóc Na vẫn còn màu hồng và dài, xong rồi tết, xong rồi tập ở mấy cái thùng xe ấy, mọi người nhớ không? Thì bây giờ Na đã quay trở lại và làm một cái bài tập lưng. Nói chung đây là một bài rất là toàn diện, có đủ cả lưng trên và lưng dưới. Bình thường nếu mà bạn nào mà hay tập lưng ở phòng gym ấy thì các bạn sẽ biết là những cái bài tập bodyweight, có nghĩa là tập ở nhà như thế này, rất là khó để tập được nhóm lưng trên. Nhưng mà với bài ngày hôm nay thì với cái động tác cái khăn là Na đã cho mọi người tập được phần lưng trên. Mọi người cảm nhận được không? Nó bị mỏi ở cái phần lưng phía trên này này, thì gọi là tập lưng trên. Còn những cái bài còn lại thì là nó tập vào phần lưng dưới. Nói chung đây là một bài tập rất là hiệu quả. Nếu các bạn tập nhiều phần lưng, các bạn sẽ thấy là cái lưng của mình nó tạo thành một cái rãnh nha. Cái rãnh đây này, mình cho các bạn xem nha. Rãnh lưng của mình nó rất là sâu luôn, khi mình ngả ở phía trước nhìn rất là rõ. Đấy, thì khi mà chúng mình tập lưng thì cái phần cơ lưng này của mình nó sẽ dày lên. Và nó dày lên thì nó sẽ đẩy ra khỏi hai bên của cuộc sống và nó tạo thành cái đường rãnh rất là sâu. Thì những bạn nào mà chịu khó tập lưng thì sẽ có cái rãnh lưng rất là nét. Thì các bạn hãy chịu khó đưa cái bài tập lưng này vào những cái lịch tập hàng tuần của các bạn nhé. Một tuần tập ít nhất là 2 lần, 3 ngày còn lại thì tập cardio. Vậy thôi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi kênh YouTube của Hana Giang Anh. Đừng quên nhấn subscribe cho kênh YouTube của mình và đừng quên cái lịch livestream của mình vào 7 giờ thứ 3, thứ 5 và 9 giờ sáng thứ 7 hàng tuần trên Facebook Hana Giang Anh. Và Facebook của mình sắp đạt được 1 triệu lượt người đăng ký rồi, nên là nếu các bạn ủng hộ mình bằng cách bấm theo dõi mình thì thật là tuyệt vời quá. Thank you, bye bye.